Hello, xin chào các bạn. Bây giờ là gần 7 giờ sáng nha các bạn. Trời nó cũng chập chờn sắp sáng. Thì mình đã có một đêm mất ngủ. Tối hôm qua thì mình vừa xem được cái video của Jimmer Duy Nguyễn. Trong video này thì anh có nói một vài việc về ngành nail, cũng như là có những cái ý kiến nó theo như mình nha. Theo như bản thân mình thấy là nó không có đúng gì hết á. Và tại sao nó không đúng? Thì hôm nay mình sẽ làm cái video để mà giải thích cho các bạn nghe. Đi hơn làm văn phòng chứ đùa, mày nói chuyện ngu như con chó vậy á. Mày thả mua thằng đó ra tao chửi nó coi, thằng nào nó làm neo mà soi văn phòng ăn gì mà ngu với cái đầu bò vậy mày. Tao làm văn phòng là trình độ người ta thạc sĩ kỹ sư, người ta sống ở trong cái tầng lớp danh vọng địa vị, còn mày làm neo là mày cái lệ lao động tay chân, mày hửi cái nghề mà chó nó còn chả muốn làm, nó độc hại nó. Mày phải cầm móng chân cho người, mày nịnh người để mày sống, cái nghề của mày ra xã hội nó không có nem. Ta đi làm văn phòng lương người ta ngày càng cao, người ta làm tới tuổi nghỉ hưu người ta lãnh cái lương hưu, người ta đi chu du khắp thế giới, còn mày làm ngành nail tới hồi già đi bệnh viện chết mẹ sao xạo. Biết thân biết phận thì mà sống, đâu mới qua nước người ta ăn nhờ ở đậu còn láu chó nữa, vậy ai chứa? Thì trong cái đoạn vừa rồi các bạn có hai việc mà mình muốn chia sẻ với các bạn. Cái thứ nhất là chúng ta không có nên so sánh bất cứ một cái ngành nghề nào với cái ngành nghề nào hết á. Cái lý do là ở trong một cái xã hội các bạn, mỗi cái ngành nghề, bất cứ là bạn làm công việc gì thì nó mới hình thành lên được một cái xã hội và nó có một cái nét đẹp riêng. Nếu nếu mà các bạn cứ suy nghĩ là cái bà bán hàng rong, thí dụ bà bán súp trước cái trường mình đi học hồi xưa, hay là cái bà bán xôi trước cái trường mình đi học hồi xưa, hoặc là cái chú quét rác ở ngoài đường, nếu mà không có những người đó thì buổi sáng học sinh nó sẽ rất là đói bụng, hoặc là cái thành phố của các bạn không bao giờ được sạch sẽ mà lúc nào nó cũng rác rưởi đầy hết. Theo bản thân mình cảm thấy á, bất cứ một cái ngành nghề nào ở trong cuộc sống mình nó cũng đáng được trân trọng hết các bạn. Các bạn chỉ đừng có đi ăn cướp hoặc là đừng làm gì phạm pháp thôi. Thì cái người làm cái ngành nghề đó một cách lương thiện, người ta đi làm để người ta lo cho cuộc sống, lo cho gia đình, lúc nào người ta cũng đáng được tôn trọng. Mẹ nó cái lũ dốt học mà đi so với lũ trình độ. Thằng Nguyễn Duy nói chủ neo 200k tháng kìa, 200k cậy mẹ mày chứ, 200k mày ghê hả? 200k mày bỏ cái tư bản nhiêu ăn rồi nói chuyện ngu như con chó. Đúng là cái lũ mẹ nó ngu đó, nói chuyện chó gì cũng ngu hết á. Bây giờ mày 200k cái tiệm neo mày từ trời rớt xuống cho mày điều hành hả? Hả? Ăn rồi ngu như con heo á. Tao thiệt mày, tiệm neo 50k cũng chưa chắc ngon, xào xạo. Ngu như con bò. Còn người ta giám đốc kỹ sư là người ta tên răng dưới giấy, người ta không bỏ một chút xíu tiền bạc gì ra cả, mà người ta có được ba cái lợi cực kỳ lớn. Thứ nhất thu nhập hàng tháng, thứ hai địa vị xã hội đó, thứ ba là môi trường thăng tiến. Mày làm neo mà làm mẹ gì có được ba cái đó mà sủa. Đúng là cái lũ không đi học nó nói chuyện nghe thấy ghét thiệt mấy em, cái lũ cuồng Mỹ mà cuồng ngu. Không có cuồng Mỹ để tao cuồng. Cái việc tiếp theo nữa là ảnh nói so sánh nhân viên văn phòng. Nhân viên văn phòng bên này không có nghĩa là phải thạc sĩ, không có nghĩa là phải thạc sĩ, tiến sĩ mới làm được nhân viên văn phòng các bạn. Nhân viên văn phòng nó có nhiều loại lắm. Một văn phòng nó cũng giống như một công ty, nó có nhiều chức vụ. Khi mà các bạn vô làm cho một cái công ty đó, các bạn làm cái việc dọn rác hay là làm những cái việc rất là được bình thường thôi. Có những cái công việc mà các bạn làm ngồi văn phòng luôn, chỉ cần đi học 3 tháng, 6 tháng, lấy một cái chứng chỉ ra là các bạn có thể đi làm được rồi. Nó gọi là certificate. Thì mình chỉ muốn nói với các bạn đơn giản là không phải mình muốn làm ở trong văn phòng thì mình phải là thạc sĩ, kỹ sư. Có rất là nhiều cái ngành nghề khác nhau, có rất là nhiều công việc khác nhau, nó không có đòi hỏi các bạn phải đi học. Thậm chí có rất là nhiều việc nó chỉ đòi hỏi các bạn có cái bằng trung học thôi, cái bằng high school thôi là các bạn có thể làm được rồi. Là không có cần phải đi học thạc sĩ, kỹ sư. Và khi nói là làm cái gì? Cái gì của trưởng phòng. Trưởng phòng của Apple không phải ai cũng làm được các bạn. Mà nếu mà nói người trên toàn thế giới nha các bạn, đếm trên đầu một ngón tay thôi. Nếu mà người Việt Nam mình thì mình chưa thấy có ai được làm, chưa thấy có ai làm được cái đó, hoặc là có rồi mà mình cũng không biết. Tại vì sao vậy các bạn? Cái số lượng nó quá thấp. Khi mà mình thấy anh nói vậy thì mình thấy so sánh rất là chập chững, nó không có đúng. Thì không đúng mà nói không đúng thôi các bạn. Không có thể nào mà không đúng mà nói đúng được hết á. Làm nail nha các bạn. Không phải các bạn nói không phải các bạn có tay nghề là các bạn được đi làm. Các bạn muốn đi làm các bạn phải được thành phố của các bạn, tiểu bang của các bạn cấp bằng, thì phải đi thi bằng và phải học, phải bỏ ra một thời gian. Nếu như mà nói á, một người học 6 tháng ra để mà đi làm nhân viên văn phòng, với lại một người học 6 8 tháng ra thi được một cái bằng neo ra làm neo, thì mình thấy hai người đó địa vị xã hội chắc chắn là như nhau, không có gì khác hết. Và như mình đã nói rồi đó, cái việc mà phân biệt đối xử người này khác, người kia khác và cái địa vị xã hội đó là của những cái nước chưa có phát triển. Và nếu các bạn cảm thấy mình là một nước phát triển rồi thì các bạn không có nên làm việc này nữa.
Nếu mà các bạn đi ra đường á, mà các bạn đối xử với một người ăn mặc xấu xí và một người ăn mặc đẹp khác nhau á, thì cái đó là cái tư tưởng kém lắm các bạn, bỏ đi. Vấn đề bảo hiểm sức khỏe nha các bạn. Bên này các bạn có tiền hay là không có tiền gì, các bạn cũng được người ta bảo hiểm sức khỏe đó. Nếu các bạn đi làm có tiền thì các bạn phải đóng tiền bảo hiểm sức khỏe, còn không thì có Medicare, Medicaid. Medicare là cho người già, Medicaid là cho người trẻ. Những người mà làm không có khả năng chi trả cho những vấn đề này á, thì sẽ được chính phủ giúp đỡ cho cái vấn đề bảo hiểm sức khỏe. Và mình và người trong gia đình của mình có sử dụng những cái bảo hiểm khác nhau. Mình là mình đi làm, mình trả tiền cho bảo hiểm của mình. Và những người trong gia đình của mình giống như cô, chú hay là bà con mình này kia á, người ta không có khai thuế nhiều thì người ta vẫn được cái bảo hiểm sức khỏe. Và nếu các bạn đi khám bệnh nha, nó như nhau hết. Nó không có vô lấy cái bảo hiểm của các bạn xong rồi nó thấy các bạn bảo hiểm từ nhà nước cho, chính phủ cho là nó khám các bạn khác. Không có các bạn, lúc nào các bạn vô một cái trạm xá hay là vô bệnh viện gì đó, ai nó cũng lo cho hết á. Tại vì sao vậy? Tại vì nó biết chắc chắn là nó sẽ được tiền. Dù là được từ chính phủ hoặc là được từ một cái công ty tư nhân, nó vẫn sẽ được tiền. Cho nên lúc nào các bạn vô, dù các bạn là ai, dù cho các bạn có xài bảo hiểm gì, nó cũng lo lắng cho các bạn giống như là các bạn như nhau hết. Nó không có khác biệt gì hết. Thà làm lính công ty lớn còn hơn làm chủ công ty nhỏ à. Nail không gọi là công ty. Má nail mà công ty gì mày? Sai rồi, con đó sai rồi. Đâu mày quản lý cái công ty nail sao mày kể tao nghe chơi coi. Má mày vô mày check in lễ tân vài cái, mày cạo móng mày chia tiền cho thợ rồi ăn mày trốn thuế, có đòi công ty chứ hả? Nói một tí về chuyện trốn thuế nha các bạn. Các bạn thầy nghe người ta nói, ở Việt Nam hoặc là ở những nước khác á, qua Mỹ làm đi trốn thuế dễ lắm. Qua đây làm trốn thử biết liền. Nếu mà chính phủ Mỹ nó ngu như vậy á các bạn, thì cái đất nước nó không phát triển được tới cái mức độ này đâu. Và các bạn phải phân biệt được cái việc trốn thuế với cái việc không khai thuế là nó khác nhau như thế nào. Nếu các bạn không khai thuế thì các bạn không có một cái track record gì hết. Và tất cả những người làm người ta đều khai thuế hết. Người ta khai ít hoặc là nhiều thôi. Những cái người mà đi làm trong văn phòng á, thì tại vì cái sở, cái hãng, cái xưởng của người ta nó trả tiền cho người ta. Và cái tiền đó nó sẽ khai thuế được. Cho nên lúc nào nó cũng bắt các bạn đóng thuế hết. Cho nên những người mà đi làm cho hãng á, người ta lấy là được tiền rất là ít các bạn. Tại vì người ta phải đóng thuế hết rồi. Tại vì cái xưởng người ta nó bắt buộc người ta vậy. Trốn thuế bên này là tội rất là nặng nha các bạn. Khi mà các bạn trốn thuế á, mà các bạn có bằng chứng á, thì một người trốn thuế có thể đi tù từ 1 tới 8 năm. Những cái diễn viên hay là nghệ sĩ nổi tiếng ở Hollywood có rất là nhiều người bị cái vấn đề này rồi. Các bạn có thể lên báo và đọc, biết liền. Và khi các bạn nói người ta trốn thuế á, có nghĩa là các bạn đã kết tội người ta rồi. Và khi các bạn kết tội người ta thì các bạn phải có bằng chứng. Chứ đừng có tức quá rồi vu khống người ta vậy tới lúc mà người ta làm lớn chuyện lại không hay. Và tại sao những người Việt Nam bên này vậy các bạn, khi mà người ta làm người ta không có khai thuế nhiều? Đây là kinh nghiệm mà mình, tại vì mình đã có từng đi làm nail rồi, mình biết bây giờ thì mình không có làm nữa, nhưng mà mình vẫn quý công việc đó. Mà mình thấy là có một lúc nào, tại vì cái công việc đó nó gắn liền với rất là nhiều người Việt Nam bên này, mình thấy có một lúc nào đó chắc là mai mốt khi mà mình về hưu hoặc là gì đó mình cũng mở cái tiệm mình làm chơi, không sao hết. Mà mình ở bên nói cho các bạn nghe nha, rất là nhiều người khi mà qua tới bên Mỹ rồi á, qua tới nước ngoài rồi đó, thì người ta cũng luống tuổi rồi, đi học nó cũng khó, phải không? Cho nên người ta có một cái ngành, cái nghề để người ta học, đi làm. Thì nó rất là mừng cho người ta. Và mình thấy có những cô chú khoảng 30 mấy, 40 mấy, 50 mấy cũng có. Thậm chí hơn 60 cũng có nữa. Đi làm đó nha. Có được tí tiền là cái chuyện đầu tiên người ta nghĩ tới là gửi về cho Việt Nam liền. Nói ra nhiều lúc mình nghĩ tới những cái mình thấy đó, mình thấy mình buồn lắm chứ các bạn. Trong khi á, người ta bên này người ta làm nail nó không có dễ. Cái khoảng thời gian đầu các bạn học để mà làm nó rất là khó. Khi làm được rồi, có tiền rồi, gửi về cho Việt Nam. Mà cái công việc đó, các bạn Việt Nam lại hiểu không có đúng. Lại nghĩ là bên này người ta đi làm cái công việc mà... Thì các bạn có thấy là tội nghiệp những cái người mà đi làm, gửi tiền về để lo cho những cái người trong gia đình của người ta còn ở Việt Nam, là nó có đúng không? Theo mình là mình thấy nó hơi quá đáng quá. Ô, mấy con mày còn mày làm lính suốt cuộc đời, mày làm lính luôn thì mày ngu như con bò rồi. Đúng không? Tao chưa bao giờ mày nghe nói nail là company gì ghê gớm hết á. Má company là nghĩ tới Boeing kìa. Đúng không? Nghĩ tới Boeing đi. Nghĩ tới Apple đi. Nghĩ tới Microsoft đi. Tại sao cô nói nó sai các bạn? Cái thứ nhất là điều kiện để mà các bạn làm lên được một cái công ty ở bên Mỹ nữa là sao? Thì mình nói sơ sơ cho các bạn biết những cái loại công ty mà nó có nha. Loại thứ nhất cũng là cái loại phổ biến nhất, đó chính là LLC. LLC nếu mà đọc ra đúng hết đó các bạn, nó là Limited Liability Company. Company. Nếu mà dịch sát nghĩa Việt Nam đó các bạn, liability là trách nhiệm, limited là có giới hạn, còn company là một cái công ty.
Ở Việt Nam thì mình chắc chắn các bạn đi ra ngoài đường các bạn gặp những cái bảng hiệu thì người ta cũng để rất là nhiều. Dịch chuẩn ra tiếng Việt Nam nó là công ty trách nhiệm hữu hạn. Thì cái điều kiện mà để các bạn cần để làm đến cái công ty là cái gì các bạn? Chính là các bạn đóng tiền cho liên bang thôi. Các bạn lên liên bang các bạn nói tôi muốn mở cái công ty, đóng tiền và chỉ cần một mình các bạn, một người, một cái ID lên đóng số tiền, không có cần lớn nữa, tùy thuộc theo cái mức độ công ty của các bạn. Giống như mình chụp ảnh đó các bạn, mình muốn mở một cái công ty. Đây. Đây là cái thẻ tín dụng của mình. Đây là cái thẻ tín dụng. Không phải, cái này không phải là cái này, đây là cái business card của mình, cái kẹp visit. Thì khi mà các bạn mở cái công ty á, các bạn sẽ báo cho liên bang biết là tôi sẽ bỏ ra một số tiền như vậy để mà tôi đầu tư vào một cái công ty như vậy. Thì khi mà cái công ty của bạn bị phá sản hoặc là làm ăn thua lỗ, họ chỉ thí dụ các bạn mượn tiền nhà băng để mà các bạn mở cái công ty đó, thì khi mà cái công ty của các bạn làm việc thua lỗ á, thì cái nhà băng đó nó chỉ có được lấy lại tiền các bạn hoặc là lấy cái công ty của các bạn thôi, nó không có được đụng tới tài sản của các bạn. Đây là lý do tại sao mà Donald Trump là tỷ phú hoặc là tổng thống đương thời của nước Mỹ thì ổng có rất là nhiều cái LLC khác nhau, và khi mà nó bankrupt các bạn có nghĩa là nó bị phá sản á, thì không có cái thì không ảnh hưởng gì tới cái tài sản chung của ổng hết á. Cái công ty này phá sản thì cái công ty kia của ổng vẫn làm việc tốt thôi. Thì cái điều kiện của nó chỉ là chỉ cần một người và chỉ cần đóng một số tiền rất là nhỏ thôi là các bạn có thể làm được một cái công ty rồi. Theo nó là incorporation các bạn. Nếu mà dịch chuẩn nó tiếng Việt Nam mình không biết tại vì mình không có học trong cái ngành này. Nhưng mà mình biết sơ sơ nó là một cái tập đoàn. Thì cái tập đoàn này nó khác với lại cái LLC là cái gì? Khi mà các bạn mở cái LLC á, các bạn có quyền vận hành công ty, các bạn có quyền làm được đủ thứ hết, có thể làm giám đốc, phó giám đốc, điều hành finance, làm đủ thứ cái việc ở trong công ty hết, một mình các bạn thôi. Cái corporation nó khác với cái LLC là nó được vận hành bởi một cái bộ máy, nó gọi là Board of Director, hay là dịch ra tiếng Việt Nam là một cái hội đồng quản trị. Thì cái hội đồng quản trị này có khả năng ra luật và vận hành cái công ty, cái bộ máy của cái công ty đó. Thì khi các bạn muốn đầu tư với cái công ty này á, các bạn chỉ có thể đầu tư vô những cái shareholder, bạn có thể có quyền sở hữu một phần của cổ phiếu, chứ các bạn không có được tác động vô những cái việc của cái công ty này là. Thì nói sơ sơ cho các bạn như vậy. Và mình cam đoan với các bạn luôn, 99.9% cái những cái tiệm nail ở bên Mỹ á, hoặc là ở nước nào cũng vậy hết, mình nghĩ là như vậy, đều có đăng ký LLC hoặc là incorporation hết. Nếu mà không có đăng ký thì đâu cho làm các bạn. Phải có một người có bằng, có một người có khả năng đăng ký cái đó thì mới được ra kinh doanh, thì mới có được cái giấy phép kinh doanh, mới làm được. Thì nói nail không phải là company là nó bậy rồi. Nói có sách mách có chứng các bạn, nếu mà các bạn có biết lịch sử một tí, nếu mà các bạn có xài iPhone á, thì chắc ai cũng biết Steve Jobs đúng không? Những cái ngày đầu tiên mà Apple thành lập công ty các bạn, chỉ có hai người thôi. Steve Jobs với một người bạn của ổng là tên gì đó không biết. Đây. Thì hai người này người ta thành lập ra một cái công ty và người ta làm những cái chip, những cái bo mạch của điện tử và người ta bán ra cho những cái hãng lớn. Và họ hoạt động ở trong một cái garage rất là bình thường. Như vậy thôi là được gọi là một cái company rồi đó các bạn. Company. It's company, man. It's gotta be a company, it's not, you know, when you say some shit, you better say it right, bro. Bây giờ mình nói sơ sơ cho anh Dương Nguyễn biết, anh không biết là vận hành một cái tiệm nail theo thể thức một cái công ty là nó như thế nào hết. Anh nói anh không biết nha, chứ không phải là mình. Khi các bạn có một người khách vô tiệm á, các bạn sẽ làm, đúng không? Các bạn sẽ làm người khách đó, xong rồi các bạn sẽ được người khách đó trả tiền cho các bạn. Thì người thợ người ta sẽ thu tiền và người ta đem lên. Cái tiền đó sẽ đưa vô cái quỹ cho các bạn, thì cần phải có một người gọi là accountant. Hay là tiếng Việt Nam gọi là cái gì? Làm về tài chính kế toán, người ta phải ngồi người ta tính ra cái số tiền đó. Người chủ được bao nhiêu, người thợ được bao nhiêu, thì cái tiền lời đó là bao nhiêu và đóng thuế là bao nhiêu. Xong rồi phải trả lương cho người thợ và người thợ đó mới đem cái tiền lương đó đi lên khai thuế và đóng thuế cho sở thuế. Hoặc là các bạn có thể làm theo kiểu W2 là chủ sẽ đóng thuế cho thợ luôn. Nói chung thì vấn đề này dài dòng nữa các bạn. Tất cả những cái tiệm nail bên này nó đều vận hành như hết. Và khi các bạn vận hành một cái tiệm nail á, một cái công ty thì nó có rất là nhiều cái chức vụ, những cái công việc khác nhau. Và rất là nhiều chủ tiệm nail bên này người ta mở ra một mình người ta làm hết luôn. Thì người ta quá là giỏi các bạn. Một mình người ta có thể đảm nhiệm được tất cả những cái vai trò của một cái công ty. Không cần thuê kế toán, không cần gì hết. Như vậy là người ta quá giỏi chứ. Và chia sẻ về cái ngành nail và những cái người Việt xa xứ các bạn. Ai thì cũng có quê hương, có đất nước hết các bạn. Ai sinh ra thì cũng cùng một chỗ đúng không? Mình là người Việt Nam hết. Không có ai muốn bỏ xứ mình mà đi hết á. Không có một người bình thường nào ở trong xóm các bạn, ở trong chỗ các bạn sống, một ngày đẹp trời người ta thức dậy người ta nói tao muốn bỏ xứ này tao đi. Vì lý do gì? Không biết, nhưng mà người ta phải đi. Và khi người ta qua đây á các bạn, người ta đi làm á, thì như mình đã có chia sẻ rồi đó,
lúc nào người ta cũng hướng về đất nước của mình á, lúc nào người ta cũng hướng về quê hương của mình đó. Có tiền chút là muốn gửi về cho Việt Nam, dư một chút là muốn đi về Việt Nam chơi, thăm bà con, vô những cái tiệm bán hàng mua cái này cái kia, miếng bánh, cái kẹo, chai dầu thơm hay là quà cáp cho Việt Nam mình, thì lúc nào người ta cũng hướng về những người trong nước đó. Cho nên các bạn đừng có cái tư tưởng mà người Việt Nam đi qua bên này mình xem thường người ta, rồi tại vì người ta làm không có được những cái công việc nó chỉnh chu mà theo như cái tư tưởng ở Việt Nam của các bạn là ngồi văn phòng. Và những cái người mà thành công từ những cái công việc đó rất là đáng nể các bạn. Người Việt Nam của mình đi qua nước ngoài được người ta nể dữ lắm. Tại vì sao vậy? Mình siêng năng cần cù, mình đi làm, mình thông minh, chịu thương, chịu khó. Cho nên mình làm trong rất là nhiều môi trường rồi nha các bạn. Mình đã từng làm nail, mình từng làm y tá. Hiện tại thì bây giờ thì mình làm công việc khác, nhưng mà mình không nói các bạn được. Bây giờ mình làm văn phòng thôi. Đã từng làm trong rất nhiều cái môi trường khác nhau rồi. Người Việt Nam mình lúc nào cũng được người ta nể hết á. Tại mình làm siêng hơn người ta, mình giỏi hơn người ta, mình chịu khó hơn người ta. Cho nên mình đi ra nước ngoài mình thấy người ta nể người Việt Nam lắm. Nhưng mà buồn cái là người Việt Nam trong nước lại có những cái tư tưởng như vậy về những cái người Việt Nam ở nước ngoài mình. Nếu mà nói người Việt Nam trong nước thì nói không có đúng rồi. Tại vì chỉ có vài bạn trẻ hay là cái anh Duy Nguyễn này anh mới suy nghĩ vậy thôi. Cái tiếp theo là mình muốn gửi tới những bạn mà đang theo dõi hoặc là hâm mộ cái anh Duy Nguyễn này. Việc mà mở miệng ra văn tục hoặc là nói những cái lời như vậy ai cũng làm được hết các bạn. Nếu mà các bạn là một người có bản lĩnh, các bạn không cần phải nhờ một người khác đi chửi người ta giùm mình. Mình muốn làm gì mình chửi, mình tự mình mở là mình chửi. Nhưng mà cái việc đó nó có hay không? Ai cũng làm được hết, ai cũng có cái miệng, ai cũng có cái lưỡi, ai cũng nói được hết. Nói ra những cái lời đó đâu có khó đâu. Nó thể hiện cái sự hiểu biết của mình, nó thể hiện cái con người của mình, cái cá tính của mình. Và nếu mà khi mà các bạn hâm mộ một người nào đó, các bạn xem và ủng hộ cái việc người ta làm, có nghĩa là người ta là người đại diện cho các bạn, đại diện cho một cái tầng lớp rất là nhiều bạn như vậy. Thì các bạn có muốn ngày nào đó các bạn nói là con lại coi chú này là chú này chửi hay lắm, để cho con của các bạn, để cho những cái thế hệ tiếp theo của các bạn mở miệng ra là chửi người khác. Hoặc là các bạn muốn những cái lời hay, ý đẹp, những cái kiến thức mà khi các bạn không biết các bạn hỏi. Có rất là nhiều người bên này, người ta có cái những cái kiến thức mà mình chia sẻ với các bạn ở trong cái clip này á, là không phải là cái gì cao siêu hết á. Một cái công dân bình thường ở bên nước này phải có những cái kiến thức cơ bản đó, để mà khi ra đời, khi ra đi làm, người ta có thể biết là mình phải làm gì, mình phải khai thuế như thế nào và làm những cái việc hợp pháp như thế nào. Cho nên các bạn nên suy nghĩ lại cái việc mà các bạn theo dõi ai, các bạn hâm mộ ai. Mình không có nói là các bạn phải tẩy chay ai hoặc là phải theo dõi ai, hâm mộ người này người kia. Nếu mà các bạn thích nghe chửi thì lên coi anh Như Nguyễn anh chửi, không sao hết, anh chửi cũng rất là hay. Mình không có chửi được như vậy. Mình chửi rất là nhiều các bạn. Mình tức quá mình chửi dạng như mình chửi Phong Long vậy đó. Nhưng mình không có chửi ai hết. Khi mà các bạn nói mày là chó, mày là bò, ngu như cái gì này con kia. Ai cũng có cha mẹ hết các bạn, ai cũng có gia đình, ai cũng là con người hết. Khi mà các bạn nghĩ làm sao khi mà cha mẹ các bạn nghe được những cái người khác nói các bạn là con này con kia. Mình á có gì trao đổi, chia sẻ với nhau lời hay ý đẹp, không có cần nói những cái đó. Như mình đã nói những cái chuyện đó dễ lắm. Thì mình muốn chia sẻ với các bạn vậy thôi. Còn các bạn làm sao? Theo dõi ai, xem cái gì và sao thì tùy các bạn. Còn các bạn muốn thắc mắc gì á về cái nước Mỹ này, về những cái công việc của nó làm sao? Có rất là nhiều người ta có những cái kiến thức này để người ta chia sẻ với các bạn, chỉ là người ta không có thời gian hoặc là người ta không có thèm nói tới thôi. Thì mình đi làm một tuần mình nghỉ được ngày, hai ngày. Mình có thời gian rảnh. Mình sẽ lên đây mình chia sẻ với các bạn nếu mà các bạn cần. Ok các bạn, mình sẽ vẫn làm video về nhiếp ảnh, về những cái bình thường cho các bạn xem thôi. Hôm nay chỉ là một cái video mà mình thấy hôm qua mình xem được. Mình ngủ được luôn các bạn. Mình đi làm buổi tối khuya giờ mình coi được, mình ngủ được luôn. Cho nên mình muốn làm để mình chia sẻ với các bạn vậy thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Còn bây giờ thì mình tiếp tục chắc... Lo mặt trời nó đã lên rồi. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Chào.